Rồi, em lại tiếp tục cái video ngày hôm nay ha. Thì đây là những cái đầu cost mình sẽ gom đây mình bán. Để anh em mua những cái hộp, anh em sẵn mua kiểu cost này bỏ vô luôn ha. Mình bán theo combo. Gom đây thì có những cái thì mình bán lẻ, có những cái mình gom bán combo luôn. Như cái bột này, combo này. Combo này thì có gồm có là cost đầu chữ Y 1.25 gạch 3, tức là cái đầu vô cái sợi dây điện 1.25. Nhưng mà anh thấy cái này nó bự lắm, nó bự lắm chứ không phải là cỡ khoảng dây 2 chấm nó vô vẫn được, 2 chấm vẫn vô được, mà sao nó để 1.25 đó. Đây thì nó là để là 1.25 gạch 3. Nhưng mà cái lỗ này mình nghĩ là mình đo ra thì khoảng là tầm 2 ly cái lỗ mà để đút dây điện vô á. Thì đây là hai hộp có chữ Y. Một hộp thì nó khoảng 100 cái, hai hộp. Và ở đây thì cái hộp này là cũng là chữ Y luôn, mà nó 1.25 gạch 4 nha, đều là chữ Y đó. Thì combo này gồm có 3 hộp là khoảng 300 đầu cót. Thì giá của nó là 200.000, mã đặt hàng E29. E29 giá của nó là 200 ha, giá là giá chưa ship. Mua đơn hàng trên 300 dưới 2kg thì bên em chuyển khoản thì bên em sẽ bao ship. Rồi, một cái bọc combo này. Combo này là đầu cót nối dây điện ha. Đây là cái đầu cót nối nữa. Đầu cót nối này nó rất là mắc tiền. Đầu loại này nè, nó có 3 lỗ. Tức là anh em đút vô thì ở đây là nó sẽ, khi mà đút vô này nó sẽ dính vô đây luôn. Cái này đút vô là dính vô đây luôn, đút vô là dính vô. Bên ngoài là chất liệu là nhựa của thằng Waco. Waco này rất là mắc tiền, cái đầu cót như thế này nè, mắc tiền lắm. Thì ở đây nó khoảng đâu đó khoảng 200 cái. Thì một vừa là đầu cót tròn này ha, đầu cót tròn nối này và đầu cót này. Thì mỗi thứ nó khoảng 100 cái đó. Đâu đó khoảng 100 cái. Thì cái này là giá của nó là 170 ha. Mã đặt hàng là E24. E nha mọi người, E24 170.000. Giá này giá chưa ship. Tiếp tục là một cái hộp ốc vít. Hộp này nó là ốc bắn vô sắt, bắn vô ton. Nó có cạnh để sắt để mình xây vô đó, của mặt veo ha. Này chắc khoảng hơn 100 con quá, nặng lắm. Đây là nó để là 50. Cái hộp này là cái hộp tắc kê, nó bỏ vô đây thôi chứ không phải là cái hiệu này. Còn nhiều lắm à, hộp này nó khoảng trên 100 con, nhiều lắm. Nó nặng khoảng ký lô á. D213 mình bán 100.000, D213 100.000 ha, hàng Nhật. Rồi, cái đầu cost này, cost dây điện nè. Loại cost này. Đó. Thì cái này nó 100 cái. Giá của cái bọc này là 100.000, mã đặt hàng là D169. D169 nha, D169 giá 100.000. Một cái combo này gồm có 3 hộp. Đó. Cái hộp lớn nhất ở đây là cót 5.5 gạch 5. Cót lớn 5.5 gạch 5 ha. 5.5 là cái đường kính của cái cọng dây điện đút vô, và 5 bên đây là cái đường kính của cái vòng tròn này để dẫn ốc vô. Thì đây là 5.5 gạch 5 ha. Một hộp nè, hộp 100 cái. Ở dưới này là hộp này là 5.5 gạch 4. Và dưới này cũng là 5.5 gạch 5 luôn. Đó. Tức là hai hộp 5.5 gạch 5 là khoảng 200 đầu cót. Ở đây là 1 2 3 là 300 đầu. Và cái hộp nhỏ này, hộp nhỏ thì là 2 gạch 4.5. ha, 2 gạch 4.5, hộp nhỏ. Tất cả là 4 hộp. 4 hộp này giá 300.000. Mã đặt hàng là E37. E37 300.000 cho 4 hộp này ha, giá chưa ship. Mua đơn hàng trên 300 dưới 2kg thì mình em sẽ bao ship. Tiếp tục là một cái combo 4 hộp cót. 4 hộp ha. 4 hộp này thì nó khoảng đâu đó là trên 300 ha, trên 300 đầu. Thì cái hộp này nó gồm có là 24 cỡ 24 2 gạch 4 nha. Nó có cái bọc nhựa ở bên ngoài. Còn này là cốt chặn,
có trần. Có trần thì không có bột nhựa. Này là 2 gạch 3.5. Cái này là 2 gạch 5. Đó. Thì với cái này là 2 gạch 4 nữa. Tất cả là 4 hộp. 4 hộp này thì khoảng đâu đó là khoảng 400 cái à, gần 400 cái. Có thể là nó rớt ra nó thất thoát không chừng. 300 ngàn cho cái combo này E31 300. Tiếp tục là cái này thì ở đây nó được là ba bọc là khoảng 300 đầu luôn. Đó, 3 bọc à, nó có bọc nhựa. Cái này là 1.25 gạch 3, 1.25 gạch 4. 1.25 gạch 4 thì nó có 2 hộp 2 bọc, và 1.25 gạch 3 thì nó có 1 hộp 1 bọc, tức là tổng cộng đây là 3 bọc thì khoảng 300 cái. E27 200 ngàn. Đó. Cái này là chất liệu là nó bằng đồng hết nha mọi người. Mỗi trên cái đầu cốt người ta đều có đóng cái dấu xích hết, dấu xích nội địa. E23 100 ngàn thì ở đây là những cái con tắc kê bằng kim loại, tắc kê kim loại Nhật. Tắc kê này chắc ở đây kiếm không có. Đó. Tắc kê này chắc khoảng bên ngoài nó khoảng 8 ly, bên trong này chắc nó dặn khoảng chừng ốc 4 ly gì. Thì cái bọc này nó đâu đó khoảng là, mình nhớ một lần hôm qua mình đếm là nó đâu 6-70 con vậy đó. 6-70 con vậy. Tắc kê bằng kim loại ha. Cái này cái mình đóng vô xong thì mình dặn cái đóng vô cái này thì nó sẽ nở ra nè. Đã tắc kê này ra nó chịu lại nè ha. Rồi. À, bọc này giá 100 ngàn, mã đặt hàng E23. E23 100 ngàn nặng. Combo này gồm có 4 cái hộp đầu cốt. Ha, 4 hộp. Gồm có là một cái hộp này gồm có là 1.25 gạch 3.5 nè. À, cái này 1.25 gạch 3 nè. Rồi cái này là 1.25 gạch 4 nè. Đó. Rồi đây là 1.25 gạch 6. Thấy không? Tức là 1.25 rồi 3 4 5 6 luôn. Thì 4 hộp này nó khoảng đâu đó là khoảng 300 con ha. Thì đây là giá của nó là 200 ngàn thôi, mã là hàng E35. À, mình bán combo cho mình bán giá rẻ hơn ha. Cho nó xong. Tại vì mỗi thứ nó không có cái đâu vào đâu, nó không giống nhau. E35 200 ngàn giá chưa ship. Còn đây là cái bọc cốt chữ Y này thì bọc này nó khoảng hơn 100 con nha. Bọc này nó khoảng 100 mấy con á, nhiều lắm. Cái này thì là cái cỡ của nó ở đây là 1 chấm, để mình gán mình chổi con mắt lên mình xem mới được. 1.25 gạch 3.5 hay gì đấy. À, 1.25 gạch 3.5 á. Có chữ Y. Rồi 100 ngàn, mã đặt hàng là E25. 100 ngàn cái này nó hơn 100 con nha. Cái này mình nghĩ là nó khoảng 150 con á. Rồi tiếp tục là đây là những cái cốt tròn. Cốt này là dùng để cốt nối. Đó. Là đút hai cái sợi dây điện nhau bấm lại. Ha. Cái này là cũng nhiều lắm. Cái này cũng nhiều à. Cái này khoảng 200 con á. Khoảng 200 con. Thì này là 200 ngàn, mã đặt hàng là E33. 200 ngàn. Hơn 200 con luôn á. Rồi, bọc này thì lộn xộn hết. Tức là nó có cốt tròn lớn, cốt tròn nhỏ, các kiểu hết trơn. Nó có cốt dẹp, cốt tròn, cốt ấy từ lừa hết. Nhiều mà. Bọc này nó khoảng là 300 con. À, khoảng 300 con, trên 300 con. Thì cái này là 240 ngàn, mã đặt hàng là D171 ha. D171, 240 ngàn. Khoảng hơn 300 con. Một cái bọc này. Cái này là cái cũng là nó lộn xộn ha, đầu cốt lộn xộn, cốt trần. Thì đây là nó gồm có là 5.5 gạch 5 có nè. Rồi đa số là 5.5 gạch 5 nha. Nó chỉ có vài cái là nó lộn vô là nhỏ hơn tí xíu thôi. Đó. Thì này là 100 ngàn thì nó đâu đó cũng hơn trăm con. E26 100 ngàn. Cái này là D199 140. Cái này là cốt 5.5 gạch 6. Tức là cái cỡ vô là 5.5 và cái lỗ là 6 ly. Bự. Cốt bự lắm. Ha. Chung là cốt này cũng sử dụng phổ thông nhiều ở những cái tủ điện nè. Cốt ốc nó 6 ly. D199 140, cái này thì 100 con. 100 con.
Cái này là D221. D21 100.000 thì đây là 3.5 gạch 4. 3.5 gạch 4 nha. D221 100.000. Còn cái này là 150, E41 150.000 thì nó gồm có là code chữ Y 1.25 gạch 3 và code này là code chữ Y luôn, cũng là 1.25 gạch 3. Tức là hai hộp này nó khoảng 200 con. Có thể là ít hơn không chừng. Giá của nó là 150 hai hộp E41 150.000 giá trị ship. Tiếp tục nữa, mình còn nữa, mình sẽ lấy ra đây. D197 là D197 nha mọi người, 130.000 thì đây là code là 5.5 gạch 4. 5.5 gạch 4 thì đây mình có màu đỏ, màu xanh, màu vàng thì ba hộp ba màu. Đó. Có chằm. Là 5.5 là lỗ này, lỗ này 5.5, này là 4 là đây. 130.000 100 con, mã đặt hàng là D197 130.000. Tiếp tục một cái combo này cũng khá là nhiều. Combo này thì nó đâu có 5 hộp nè. Bên đây là nó 2 hộp, đó là 7 hộp. Nhưng mà có thể là có những hộp nó sẽ thiếu không đủ 100 con, nhưng nó cũng đâu đó là 8-90. Cái này thì nó nhiều cỡ nha. Ở đây là mình sẽ nói sơ ngang thôi. Cỡ 8 gạch 4 nè. Cỡ 5.5 gạch 5. Rồi ở đây là cỡ là 2 gạch 4. Bên này là 5.5 gạch 6. Quá. Chung là mình sẽ không hết 5.5 gạch 8 gọi không? 8 gạch 6. Đó, nói chung là cỡ đó. Và ở đây là rất là nhiều. Thì đây là 550. 550.000 E38 thì cái hộp này nó 1 2 3 4 5 7. 7 thằng khoảng 700 con đó. 7 hộp thì khoảng 700 con. E38 550. Chưa ship. Chưa biết vận chuyển luôn. Một cái hộp rồi có những cái ốc vít trong này luôn. Ốc vít. Ốc này là ốc bắt vít. Bắt đầu dù. Ốc đầu dù. Nè, dài á, cái này dài khoảng 5 phân. Và đây là ốc bắc tường. Và có một số cái mũi vít. Mũi vít mình kèm vào đây luôn. Gỗ về xeo á, 4 mũi. Cái này chắc hơn 100 con. Này nhiều à, cái bộ này nhiều, cái này khoảng tầm khoảng 600-700 gram vậy. E30 100.000 ha, E30 100.000 luôn cái hộp luôn á. Rồi tiếp tục là cái combo này E36 240 là nó gồm có là code này là 2 gạch 3.5 ha. Thì mỗi hộp là 100 con. Đó. Thì là mã là E36 240. Giá là giá chưa ship nha. Rồi tiếp tục còn nữa mọi người. Nó nhiều lắm. Cái code này là mình bán nhiều code. D221 100.000 thì là code này là 3.5 gạch 4. 3.5 gạch 4 nha. D221 100.000. Đó, code này là code chằn. 100.000. Này D221 và con này rồi. D217 120 thì D217 này là 3.5 gạch 5. Cũng là có chằng luôn. Đó. E40 140, E40 140 thì là có chằng luôn nè, nhiều. Cái hộp này chắc hơn 100. 3.5 gạch 5. 3.5 gạch 5. Rồi, với thước này Nota Seki mới về 185.000 making span ha. Thước này nó làm rất là đẹp, cái tán nó bằng đồng thau nè. Mình phân phối cái này, anh em có nhu cầu lấy sỉ thì anh em có liên hệ với mình ha, mình sẽ thương lượng có giá tốt. Khi anh em mua cái cây này thì mình sẽ kèm cho anh em một cái cây thước keo vuông, thước keo vuông của đã qua sử dụng rồi. Thước này thì nó có những cái khắc rất đẹp,
có những cái thì nó khắc hình con này con kia. Cái này thì nó chỉ ke góc thôi, để cho anh em ke kẻ này nọ là thôi. Còn cái vạch ở trên này là nó vạch không phải là vạch mili. Nó là cái vạch của thằng Nhật, vạch 1 chia 33 gì á của thằng Nhật ha. Cái này là chỉ là ke thôi, ke góc vuông chứ nó không có đo được. Cái vạch này là không phải là vạch mili. Thì mình sẽ mua cái này, mình tặng kèm cho anh em cái này luôn. Đó, ha, tặng kèm theo một cái này. À, cái này 185.000, mã đặt hàng là NI1301. 185.000 ha, và giá là giá chưa ship. Rồi, cảm ơn anh em, cảm ơn cả nhà đã xem. Nhớ like, ủng hộ kênh. Rồi, cảm ơn cả nhà.